Sau gần một năm chuẩn bị, đạo diễn Đức Thịnh đã chính thức công bố dự án điện ảnh về Trạng Quỳnh, nhân vật từng xuất hiện trong nhiều giai thoại dân gian. Đáng chú ý, vai Trạng Quỳnh được giao cho một gương mặt mới toanh, đó là người mẫu diễn viên Trần Quốc Anh, từng xuất hiện trong một số MV ca nhạc. Trạng Quỳnh là vai diễn điện ảnh đầu tiên của anh. Trong khi đó, Trấn Thành với vai Sẫm, bạn thân của Trạng Quỳnh, nam diễn viên hài cho biết đây là lần đầu tiên anh diễn một vai ngu ngốc. Nói chung lần đầu tiên tôi đóng vai ngu, và ngu nặng ngu nề. Đây là cái phim mà Thành dành nhiều thời gian cho nó, không có chạy show, không có làm gì nhiều, để tập trung nhiều thời gian cho đoàn phim, để mình bản thân mình cũng không bị phân tâm. Tại vì ngày trước khi mỗi lần Thành quay phim, mình cũng nói thẳng luôn là có cái sự không chuyên nghiệp, mình phải tự kiểm điểm bản thân mình. Thành thử ra là bây giờ là cái phim mà Thành nghĩ là mình đóng một cái dự án phim lớn, và ở cái vị trí của Thành hiện nay, Thành cũng không cho phép mình được phép ẩu tả nữa. Đặc biệt, theo tiết lộ của Đức Thịnh, chi phí đầu tư cho phim lên đến gần 22 tỷ đồng, trong đó cát xê của Trấn Thành vào hàng cao nhất. Riêng cái Trạng Quỳnh là cát xê Trấn Thành là nhất Việt Nam. Chỉ nói vậy, không bớt một cát nào hết trơn. Trong khi đó, Nhã Phương được Đức Thịnh, Donny đóng giày cho vai nữ chính, vô cùng hài hước, lém lĩnh, có mối tình tay ba oan nghiệt với Trạng Quỳnh.